Về già đừng dại khoe ra ba thứ này dù thân thiết đến mấy. Bằng Thanh xin kính chào quý vị đang theo dõi kênh Ngẫm Sử Thi. Quý vị thân mến, mỗi người được sinh ra đều có những số phận riêng biệt. Mỗi người là những cá tính khác nhau, suy nghĩ khác nhau và tất nhiên sẽ có những bí mật của riêng mình mà không muốn ai biết đến. Càng gặt hái được nhiều thành quả, chúng ta càng nên kín tiếng, bởi lòng người khó đoán. Vì tham sân si nên rất ít ai muốn mình tốt hơn họ, kể cả những mối quan hệ thân thiết. Không chỉ vậy, khoe khoang còn khiến chúng ta mất đi giá trị của bản thân, làm cho mọi người có cái nhìn không thiện cảm về mình. Bởi vậy, quý vị hãy nhớ rằng, về già đừng dại khoe ra ba thứ này, dù thân thiết đến mấy cũng không làm. Hãy cùng Ngẫm Sử Thi lắng nghe và cùng chiêm nghiệm quý vị nhé. Điều thứ nhất, khoe khoang tài sản. Ở tuổi 81, khó ai có thể tin tưởng rằng ông Thành ở Hà Nội lại là một nhà đầu tư bất động sản lão luyện và sành sỏi. Ông cho biết, cứ có tiền ông lại đầu tư vào đất, nói không với mua vàng. Ông đặc biệt chuộng giao dịch nhà phố và biệt thự, gần như chưa bao giờ đầu tư thua lỗ. Thông tin trên thị trường đều được ông nắm bắt rất nhanh, thời điểm chốt hàng và ra hàng luôn hợp lý. Ông thường đi ra ngoài khoe với mọi người những thành quả mà ông gặt hái được. Trong nhà chưa thông, ngoài ngõ đã tỏ. Gặp ai, ông cũng khoe rằng mình sở hữu rất nhiều sổ đỏ. Những lần đầu tiên người ta còn ngưỡng mộ, sủng ái, khen ngợi ông. Nhưng vì khoe quá nhiều khiến ông trở nên quá tự cao, nên mọi người cũng quá ngán với những câu chuyện đất đai của ông. Nói chuyện với ông ấy chỉ toàn thấy tự khen mình, rồi nói tài sản của ông ấy giờ ba đời tiêu không hết. Một người hàng xóm chia sẻ, ông Thành về Việt Nam ở một mình kinh doanh bất động sản, còn gia đình con cái của ông lập nghiệp định cư bên Mỹ. Ở một mình trong căn nhà biệt thự đổ sộ như thế, nhưng ông Thành rất hay mở cửa đón tiếp mọi người vào nhà để cho mọi người chiêm ngưỡng nhà của ông. Nhiều người đã cảnh cáo ông là nên cẩn thận, đừng cái gì cũng khoe ra. Giờ lòng tham vô đáy, không biết sẽ có chuyện gì xảy đến. Mặc dù nhiều người khuyên ngăn, nhưng ông Thành vẫn rất vui vẻ với sở thích khoe khoang của mình. Ông bảo đến tuổi này, muốn mọi người biết ông có nhiều tài sản đến cỡ nào. Ông kể, đã có những lần, chiếc cặp này đựng tới gần chục tỷ tiền mặt theo tôi tới địa điểm giao dịch. Tôi chẳng cần ai đi cùng, cứ đi xe máy, khoác chiếc cặp đựng tiền tỷ bên người, chẳng sao. Và chuyện gì đến cũng sẽ đến. Một ngày, cư dân xung quanh nhà ông Thành thấy công an vào làm việc. Hỏi ra, ông Thành chia sẻ, đêm qua đã có người lẻn vào nhà ông và cướp đi 500 triệu tiền mặt. Vì két của ông để ở một căn phòng khác, không phải phòng ngủ, nên sáng dậy ông mới biết chuyện. Chắc chắn thủ phạm là một trong số những người quen mà ông Thành từng cho vào nhà, nên mới biết rõ két để ở đâu như vậy. Thấy chuyện xảy ra, người dân xung quanh không lấy làm lạ. Có người còn nói, cho đáng cái đời, không biết giữ mồm giữ miệng. Nhiều người thấy hả hê bởi ông Thành đã đi rêu rao khoe khoang quá nhiều về tài sản của mình. May mà còn không thiệt thân. Cũng giống như ông Thành, trong lúc ngồi nhậu, ông Hà tự giới thiệu mình là đại gia nên bị những người bạn đồng hương mới quen tổ chức khống chế cướp tài sản. Trước đó, vào một tối, ông Hà đi nhậu về, thấy ông Thuận, Đức, ông Trung cùng bạn đang nhậu. Thấy bạn đồng hương, ông Hà xin vào nhậu chung để góp vui. Trong lúc nhậu, ông Hà đã nổ, khoe mình là đại gia và muốn trả tiền cho tiệc nhậu này. Hơn nữa, ông Hà còn khoe vừa đi rút tiền được bồi dưỡng đất về. Trong suốt bữa nhậu, các ông bạn gặng hỏi và để ý, nhưng ông Hà vẫn luôn khoe ra rất nhiều tài sản mà mình có được. Thấy ông Hà nhiều tiền, ông Thuận nảy sinh ý định rủ ông Trung và ông Đức dùng dao khống chế đại gia để cướp tài sản. Để thực hiện được ý định trên, ông Trung và ông Đức chuẩn bị dao để cho cơ hội ra tay. Đến tối cùng ngày, sau khi nhậu xong, ông Hà đi bộ về nhà. Đến khu phố Nội Hóa thì ông Trung và ông Đức đuổi theo
dùng dao khống chế ép đưa tài sản. Trước thái độ hung hãn của ông Trung và ông Đức, ông Hà đã đưa hết toàn bộ tài sản cho chúng, trong đó bao gồm 2 chiếc điện thoại, 1 vòng cổ vàng và hơn 800 triệu tiền mặt. Thưa quý vị, tiền bạc là một vấn đề lớn. Ai trong chúng ta cũng muốn thể hiện sự giàu có của mình theo một cách nào đó. Thế nhưng để mọi người không mỉa mai khẩu nghiệp về số tiền mà quý vị có, thì quý vị cần cư xử một cách tinh tế. Lòng người khó lường, có không ít kẻ đã mất gia đình, người thân vì khoe tiền. Một người trưởng thành và có trí tuệ cảm xúc cao thì nên bình tĩnh và khiêm nhường. Thay vì khoe tiền, quý vị cần biết cách cư xử hơn. Quý vị có thể mua quần áo đắt tiền, xe đẹp, nhà sang trọng để thể hiện sự giàu có của bản thân. Trong quá trình này, những người khác có thể từ từ khám phá ra sự giàu có của quý vị. Nhưng Ngẫm Sử Thi muốn khuyên, quý vị đừng cố khoe khoang. Đăng một số hình ảnh về ngôi nhà sang trọng của quý vị hoặc cố tình khoe mẽ những bộ cánh đắt tiền thực sự không cần thiết. Thay vào đó hãy xây dựng hình ảnh giản dị, đơn thuần là đủ. Sau tất cả, việc quý vị khoe tiền của bản thân với người khác cũng chẳng mang lại cho quý vị điều gì. Ngược lại, họ sẽ chỉ ganh tị, ghen ăn tức ở với quý vị. Trong trường hợp này, quý vị chớ nên khoe khoang mà hãy sống khiêm nhường, bảo vệ bản thân một cách cần thiết. Khi khoe khoang tài sản đang được hưởng, quý vị hãy cẩn thận vì quý vị đã đặt người đối diện vào một tình huống không thể lường trước. Khi khoe khoang tài sản, quý vị đúng là một kẻ vô tâm trong trường hợp khoe khoang sự giàu có của mình trước mặt những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Bởi bên cạnh chúng ta, không phải ai cũng có được một cuộc sống và điều kiện tốt như vậy. Có thể trong số họ, nhiều người đang phải lo chạy vậy tất bật để đảm bảo cuộc sống rất chật vật. Người ta không bao giờ dám mơ đến một cuộc sống giống như là quý vị. Thậm chí họ cũng chẳng hiểu gì về giá trị thực của những món đồ mà quý vị đang sở hữu. Họ sẽ không hài lòng về quý vị, nhưng họ không bao giờ nói ra. Đó là một điều chắc chắn. Ở đời không thể tránh tham sân si. Khi chúng ta cho nhiều người biết về tài sản của mình, thì sẽ khiến lòng tham trong con người trỗi dậy và chính bản thân chúng ta sẽ phải gánh chịu hậu quả khôn lường. Về già, dù có thân thiết đến mấy, quý vị cũng không nên khoe khoang và đừng bao giờ khoe khoang về tài sản, vật chất và sự giàu có của mình trước mặt người khác, đặc biệt là đối với những người có hoàn cảnh khó khăn hơn. Bởi như vậy là chúng ta đang tự hạ thấp giá trị của chính mình, tự cho người đối diện thấy mình là ai, và chính chúng ta đang vô hình làm tổn thương người khác. Điều thứ hai, khoe khoang năng lực. Ông Năm năm nay đã ngoài 70 nhưng vô cùng mạnh khỏe và tinh tường. Ngày trước, ông từng làm thợ mộc có tiếng gần xa khắp vùng vì tay nghề điêu luyện của mình. Tuổi đã cao nên ông Năm đã bàn giao công việc cho người con trai của mình tiếp quản. Mặc dù đã bàn giao công việc cho anh Luân, con trai ông Năm, nhưng ông vẫn luôn xuống xưởng chỉ đạo mọi người làm theo ý của mình. Nếu ai phản kháng có ý kiến là ông Năm sẽ lại khoe những thành công ngày xưa của mình để nói rằng ông là người có năng lực không như hội trẻ bây giờ. Đã có rất nhiều người bỏ việc vì bị ông Năm khinh thường năng lực. Nhớ lại có một lần ông Năm xuống xưởng ngồi nói chuyện với đống thợ, ông nói: "Chẳng hiểu hội chúng bay làm kiểu gì cả ngày rời chưa xong cái tủ. Ngày trước một mình tôi có thể tự làm tủ và xong luôn cái rát giường trong một ngày." Anh Luân đã giải thích với bố rằng bây giờ làm công nghệ hơn xưa rất nhiều, bắt buộc phải tỉ mỉ, ngay cả việc sơn cũng phải mất một ngày. Ông Năm liền sừng sổ mắng cậu con trai trước mặt bao nhiêu người: "Đây là năng lực kém chứ công nghệ cái gì, đời nào chả thế." Nghe xong, anh Luân mặt đỏ phừng phừng nhưng cũng không cãi lại lời bố tự cao của mình mà bỏ đi. Ngồi ở đó, ông Luân tiếp tục kể lể khoe rằng tài năng ngày trước của mình cho mấy anh thợ. Nhưng những lời này nghe quá nhiều lần rồi nên các anh thợ cũng thực sự ngao ngán, không muốn tiếp chuyện với ông. Tất cả mọi người trong xóm cũng không muốn đến gần ông Năm bởi sự tự cao của ông làm rất nhiều người khó chịu. Quý vị ạ, đừng nghĩ rằng việc khoe khả năng
khoe năng lực là mọi người sẽ nể phục quý vị. Tiêu chuẩn về năng lực của mỗi người là khác nhau. Đôi khi năng lực của chúng ta lại trở thành trò cười của người khác. Đừng cảm thấy như chúng ta giỏi một thứ gì đó, đồng nghĩa với việc chúng ta giỏi tất cả mọi thứ. Sự thật là núi này cao sẽ có núi khác cao hơn. Có một câu nói rất hay mà Ngẫm Sử Thi muốn chia sẻ với quý vị. Đó là mỗi người đều là đế vương trong thế giới của riêng mình. Có năng lực là điều tốt, nhưng thêm chữ khoe khoang dễ làm băng hoại đạo đức và tạo cho con người một hình ảnh phi thực tế. Một số điều, nếu quý vị thể hiện quá nhiều và nói quá nhiều, quý vị sẽ làm phiền người khác. Khác biệt là tốt, nó có thể là chìa khóa cho sự thăng tiến. Tuy vậy, khi khác biệt và năng lực của quý vị chưa được kiểm chứng, thì quý vị chớ nên khoe khoang điều đó với ai. Có rất nhiều thứ chúng ta có thể khoe khoang, nhưng cách khoe mới là vấn đề. Những lời tốt không cần phải nói quá rõ ràng. Đôi khi chúng ta chỉ khoe vừa đủ là được rồi. Nếu chúng ta thực sự tài năng hay là người có năng lực thì không cần thiết phải nói ra, mà hãy để người khác tự đánh giá về mình. Hãy cứ yên tâm và đừng lo người khác không đánh giá đúng khả năng và những gì mà chúng ta đang có. Nếu chúng ta im lặng, có thể khiến người khác còn đánh giá cao hơn thực lực sẵn có. Như vậy sẽ có lợi cho mình hơn rất nhiều. Hãy chứng minh năng lực bằng những hành động và việc làm của bản thân. Còn nếu quý vị cứ chứng tỏ bằng cả lời nói, dù là nói và làm bằng nhau đi nữa, thì hành động này cũng làm mất đi giá trị của chính mình. Chưa nói đến việc đôi khi sự khoe khoang của chúng ta sẽ khiến người khác hiểu nhầm quý vị đang có những mưu đồ vụ lợi khác cho bản thân. Vì vậy, về già, dù mối quan hệ đó có thân thiết đến mấy, quý vị cũng tuyệt đối đừng khoe khoang năng lực. Điều thứ ba, không khoe khoang sự thông minh. Bà Sáu ở Bình Định tuy không làm được gì, con cái cũng không thành đạt, giỏi giang, thậm chí còn vô công rồi nghề, đi chơi lêu lổng suốt ngày. Nhưng bà luôn cho rằng mình là người thông minh hơn người trước mọi sự việc, nên không ai muốn kết giao. Con gái bà Sáu lấy chồng trên thành phố, gia đình cũng vào dạng có điều kiện. Lần đó con gái sinh em bé, bà Sáu lên chăm con, trông cháu một thời gian, và mâu thuẫn xảy ra từ đây. Cô con gái bà Sáu chia sẻ, tôi đã rất áp lực khi đứng giữa mẹ chồng và mẹ đẻ của mình. Gia đình nhà chồng tôi có điều kiện, nên họ hiểu biết và hiện đại hơn mẹ tôi rất nhiều. Nhưng mẹ tôi lại luôn cho rằng bà là người thông minh nhất, cái gì cũng biết, từ xưa đến nay ai cũng phải ghi nhận và bắt nhà chồng tôi phải theo ý bà. Có một lần con tôi ốm, hai bà mẹ chồng và mẹ đẻ đã cãi nhau. Tôi đứng giữa không biết phải làm sao. Bà nội thì cho rằng cu tí sốt thì phải đi bệnh viện kiểm tra, xét nghiệm để ra bệnh. Nhưng bà ngoại lại khăng khăng cho rằng mình biết chữa mẹo, có thể cắt sốt luôn, không việc gì phải đến bệnh viện cho rách việc tốn tiền. Đứng trước sự cứng đầu của mẹ tôi, mẹ chồng đã ấm ức đi về, kệ cho mẹ tôi tự xử lý. Sau đó mẹ tôi hả hê và nói rằng mẹ chồng tôi không biết một cái gì cả, để bà tự xử lý cho xong. Nhưng rồi cu tí không cắt sốt, thậm chí còn sốt cao hơn. Vợ chồng tôi cuống quýt cho con vào viện khám và bác sĩ nói con bị viêm phổi, thêm chút nữa là suy hô hấp, không cứu được nữa rồi. Tôi vô cùng tức giận với mẹ mình. Đã bao lần tôi bảo bà bỏ cái thói khoe khoang là mình thông minh nhất, mình giỏi hơn người ta, mà bà vẫn không chịu nhận ra và sửa, để rồi đến lượt con cháu gánh hậu quả vì bà đây. Sau lần đó bà Sáu trở về quê và tưởng rằng bà đã nhận thức ra việc làm của mình. Nhưng tính tự cao, cho mình là giỏi nhất của bà vẫn không thay đổi được. Ngày hôm đó, cả xóm đi họp ngày toàn dân. Ai nấy đều rất phấn khởi để đi biểu quyết, chọn ra những gương mặt đại diện cho xóm làng như tổ trưởng, tổ phó. Hầu như những chức vụ này không ai màng đến, bởi họ thấy những người trước đã làm rất tốt rồi. Thế nhưng, trong buổi họp, bà Sáu đã đứng lên phát biểu. Tôi thấy ông An làm không được việc, ông Bình làm chưa được. Bà Sáu lần lượt chỉ ra những điểm chưa được của các ông đại diện năm trước.
Chưa dừng lại, bà nói nếu là bà thì sẽ khác, bà sẽ làm như thế này, như thế kia, vậy mới là đúng. Trước sự phát biểu của bà Sáu đã khiến nhiều người ngạc nhiên vì không ai nghĩ bà dám phát biểu như vậy. Lúc sau, bà Sáu đã phải chịu cơn mưa lời chê trách. Có người hàng xóm cạnh bà Sáu mặc dù gần nhau nhưng cũng không thể chịu nổi mà nói rằng: "Bà đừng làm khổ các con, xấu mặt chúng nó ra. Bớt khoe đi, bản thân mình thông minh hơn ai mà đi nói người ta cười vào mặt cho." Có lẽ sau lần này, bà Sáu mới thật sự ít nói, không còn khoe khoang, tự cao tự đại như trước nữa. Quý vị thân mến, trong cuộc sống người xưa thường nói, cái thùng kêu to là cái thùng rỗng. Khoe khoang về sự vượt trội, thông minh của bản thân sẽ chỉ khiến chúng ta nhận về sự ghen tị, dễ dàng thu hút rắc rối và sóng gió không đáng có. Giống như câu nói của các cụ, lúa chín cúi đầu, sông sâu tĩnh lặng. Những người thật sự thông minh sẽ không tùy tiện khoe khoang, luôn âm thầm cải thiện bản thân để trở nên bản lĩnh mạnh mẽ hơn. Bởi biết mình, biết ta, sớm muộn cũng sẽ tạo nên thành tựu vẻ vang. Thế giới bao la rộng lớn, tri thức nhân loại là vô cùng. Vì vậy sự thông minh của chúng ta dù sao cũng chỉ là hạt cát trên biển sa mạc mênh mông. Cho nên quý vị ạ, chúng ta nghĩ và khoe khoang rằng mình hiểu biết hơn người, thông minh hơn người là một sai lầm rất lớn. Sự thông minh của một người là do người khác đánh giá, chứ không thể xuất phát từ chính lời nói khoe khoang của bản thân. Nếu chúng ta mở lời nói rằng mình thông minh thì sẽ tự đánh mất giá trị của bản thân và sự tôn nghiêm của mình. Không còn được người đời ca tụng, khen ngợi nữa. Thay vào đó, người ta còn chê trách, cười nhạo đằng sau chúng ta. Bởi vậy hãy học cách khiêm tốn, giữ riêng cho mình. Càng về già, càng không nên nói quá nhiều về những gì mà mình đang có. Quý vị ạ, người khôn ngoan không chỉ là người biết giữ miệng mà phải biết giấu luôn những cảm xúc vào trong, biết sống giản dị không khoe mé để không gây thêm phiền toái. Càng khoe khoang thì càng mang lại những hậu quả xấu. Có một câu chuyện như thế này. Một lần khi thấy ngân hàng giải quyết công việc, tôi gặp một người phụ nữ cũng đã có tuổi, đang đứng hoanh hoang trách móc một nhân viên ở quầy giao dịch. Rút tiền thôi mà cũng mất công như thế, làm việc lè mè như các anh tới bao giờ mới xong được đây? Nhân viên ngân hàng nhẹ nhàng giải thích vì không phải chính chủ tới nên cần rất nhiều giấy tờ. Nghe xong, người phụ nữ ấy chỉ tay vào mặt nhân viên ngân hàng. Hôm nay có đủ giấy tờ hay không, chị cũng phải làm xong cho tôi, không thì công việc này đừng mong làm nữa. Nói xong, người phụ nữ ấy gọi điện cho em gái mình. Em à, nhân viên ở cửa số 3 không biết làm việc cho lắm. Em nói với sếp bảo họ một câu, mai bảo cô ta không cần tới làm việc nữa. Lúc đi, còn không quên xéo liếc cô nhân viên kia. Dám chọc tức tôi cho cô biết thế nào là lễ độ. Vì chuyện này khá ầm ĩ, một người bạn làm bên ngân hàng đó kể với tôi rằng em gái của người phụ nữ vì chuyện này mà bị liên lụy, còn người phụ nữ sau cùng vẫn phải nộp đủ giấy tờ mới được rút tiền. Trong cuộc sống, quý vị sẽ luôn gặp phải những kiểu người như thế. Họ không coi ai ra gì, thấy mình không gì là không thể, có thể định đoạt vận mệnh của người khác. Sau cùng, chỉ có thể trả giá cho sự phi lý và huênh hoang của chính mình, đồng thời làm mất lòng cả người khác. Có một câu nói thế này, người đã nhìn thấy núi, trông thấy biển sẽ không khoa trương sự to lớn của mình và sẽ cảm thấy bản thân rất nhỏ bé. Nếu như quý vị khoe khoang về cái gì, quý vị sẽ thất bại vì cái đó. Vì thế là người có năng lực, quý vị không cần thiết phải nói ra. Hãy để người khác tự đánh giá về mình, xem mình có thực sự là người có năng lực hay không. Không bao giờ khoe khoang ưu thế của mình, cũng không cần mượn thế lực của người khác để cho thấy mình lợi hại ra sao. Thay vào đó, hãy biết mình là ai. Không coi thường người khác khi ở nơi thấp và cũng không kiêu ngạo khi ở nơi cao. Mong rằng tất cả quý vị, tất cả chúng ta đều nhìn thấu được những bí mật đằng sau mọi thực tế, đặt mình vào đúng vị trí của mình, bỏ thói kiêu căng ngạo mạn, không tự làm hại bản thân cũng như những người khác.
Quý vị đã từng gặp những người khoe khoang trong cuộc sống này hay chưa? Hãy chia sẻ góc nhìn của quý vị về việc có nên khoe khoang hay không với Ngẫm Sử Thi bằng cách để lại những bình luận phía bên dưới nhé. Và trong phần cuối của chương trình, mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe câu chuyện Lá thư tay từ phòng giam số 9. Sao mày vô đây, nhãi con? Bao nhiêu tuổi rồi mà chung thân luôn vậy? Coi như mày mục xương trong này rồi thằng nhóc. Tiếng ông Tư Mập oang oang khắp phòng giam số 9. Căn phòng chỉ nhốt tù chung thân. Những tội nhân vào đây thì chẳng ai trông mong được ngày về. Ông Tư Mập là tù nhân ở lâu nhất, gần 25 năm và hầu như ai cũng phải nể sợ. Ông Tư có thể đánh đấm hoặc trào phòng bất kỳ ai là ma mới. Và hôm nay, người bị đại ca Tư Mập cho ăn vài cú đánh là Tín, một tù nhân mới vào trại. Nghe câu hỏi thị uy và nhận những cú đấm mạnh quả tạ của trưởng phòng, Tín gào lên. Tôi đã hại người được chưa? Vừa lòng chưa mấy cha nội? Mày láo với tao hả? Trả lời thách thức thằng Tư này sao con? Mày tới số mày rồi. Tư Mập thụi thêm vài phát vào bụng và lưng của Tín khi nghe xong câu trả lời không đầu không đuôi của anh. Thôi đủ rồi Tư ơi, mày vừa vừa thôi. Cán bộ tới là chết cả lũ bây giờ. Chú Bảy Điếu lên tiếng can ngăn khi thấy Tư Mập có vẻ càng kích động hơn với thằng nhãi mới vào. Ngày đầu nha con, tha cho mày à, biết điều chứ không no đòn với tao. Tư Mập chỉ thẳng mặt Tín đe dọa. Vừa dứt trận đòn trào phòng của Tư Mập, Tín ôm bụng ngồi phịch xuống đất thở không ra hơi. Thấy thằng tù mới có vẻ bất cần, chú Bảy hất mặt về phía Tín. Mời chú Tư ly nước đi là êm xuôi chứ gì, cái thằng. Nghe chú Bảy Điếu mở lời, nhưng Tín cũng chẳng buồn cựa quậy. Anh nằm sóng xoài ra sàn và thở gấp từng cơn. Vốn dĩ cậu là sinh viên năm nhất yêu cô bạn cùng lớp. Cứ ngỡ đâu chuyện tình tuổi học trò sẽ đẹp như mơ, nhưng Tín đã không thể kiềm nén cơn giận khi biết cô bạn gái qua lại với một thằng bạn khóa trên. Chính sự ghen tuông mù quáng đã khiến anh ra tay làm nhân tình lẫn bạn gái trọng thương và mất khả năng lao động vĩnh viễn. Cậu bị kết án chung thân ở tuổi 18 và với Tín đây là dấu chấm hết của cuộc đời anh. Chẳng ai có thể ngờ một cậu học trò ngoan ngoãn và có thành tích học tập nổi bật lại trở thành tội nhân chẳng hẹn ngày về. Ngày tòa kết án, mẹ Tín khóc ngất phải nhập viện. Từ thằng con út được yêu thương nhất, nay phải khóa chặt tương lai sau song sắt, nên Tín chẳng thiết tha gì đến cuộc đời này nữa. Cậu mặc kệ đời trôi và bất cần những đàn anh trong phòng giam. Buổi lao động đầu tiên của Tín cùng các tù nhân diễn ra chẳng mấy suôn sẻ. Anh phải làm tất cả những công việc nặng để các đàn anh được nhẹ nhàng hơn. Cậu ra sức vác những tảng đá lớn thay cho tù nhân khác nhằm tránh sự quấy rối của nhóm Tư Mập. Tư ơi Tư, thằng Tín nó té xỉu rồi mày ơi. Cán bộ ơi, có tù bất tỉnh nè. Chú Bảy chạy hớt hải trình báo cán bộ giám sát. Chỉ mấy ngày đầu đi lao động mà Tín xỉu và sốt mê man, khiến các anh em tù khác ngán ngẩm với vẻ công tử bột của cậu. Ba ơi, ba đừng bỏ con mà ba ơi, ba đừng đi mà. Con sợ lắm, người ta đánh con ba ơi. Trong cơn mê sảng, cậu sinh viên đã hét gọi ba inh ỏi khắp phòng, khiến chẳng ai chợp mắt được. Tư Mập bèn đến đứng cạnh giường lay Tín dậy. Thằng nhãi, dậy đi, la u mà. Tư Mập nói chưa hết câu thì bỗng ông giật bắn người khi thằng Tín ghì chặt tay và gọi ba trong cơn mê man. Khác với suy nghĩ của những bạn tù còn lại, Tư Mập chẳng những không đẩy thằng nhóc ra mà ông đứng yên như trời trồng. Ông bất giác cúi đầu nhìn kỹ Tín hơn, nhưng dường như Tư Mập sực nhớ vai trò đại ca của mình không được yếu lòng, nên ông vùng tay và quát lớn trước những bạn tù còn lại. Đứa nào làm nó câm cái họng lại đi chứ, chứ ai ngủ cho được, còn chịu không nổi kêu cán bộ cho nó đi y tế đi. Ông Tư ổng có thằng con trai, nó nay cũng được gần 35 tuổi rồi.
Lúc ông lãnh án, nó tẩm độ lên 10 hà. Vậy mà nó nhớ mãi hận ổng tới giờ. Thằng cha Tư Mập có cái tật ăn nhậu vô là mất hết lý trí, hay mắng chửi vợ con. Kỳ đó vợ chồng cự cãi sao mà ổng lấy cây đánh vợ trúng đầu và không qua khỏi sau đó. Chú Bảy Điếu ngồi bần thần kể chuyện cho Tín nghe sau khi cậu hồi tình. Có lẽ vì lý do đó mà khi mày gọi tiếng ba với thằng cha Tư, ổng đứng như trời trồng luôn. Chú Bảy tiếp lời sau chàng cười giòn tan. Ủa, mà rồi ba mày đâu? Bất giác chú Bảy hỏi ngược lại thằng Tín. Cậu nhìn sang người tù lớn tuổi ốm cao, đang lau vội mồ hôi trong giờ nghỉ lao động. Ba con qua đời lúc con lên 8 rồi. Con là thằng con trai duy nhất mà út nữa, nên ba thương lắm. Ông bị phổi nặng quá, cứu không được chú ơi. Mà con không hiểu vì sao, cứ mệt hay là bệnh vô là nằm mơ thấy ổng về. Bữa đó sốt quá là y như rằng. Cuộc trò chuyện ngắn ngủi của chú Bảy Điếu và Tín chỉ đơn sơ là những câu chuyện đời. Vậy mà điều ấy khiến không khí đỡ ngột ngạt hơn với cậu. Mọi người không còn quá ghét vẻ ngoài bất cần đến độ hỗn láo của một đứa nhỏ nhất như Tín. Cũng nhân đây, con cảm ơn chú đã báo cán bộ lúc con ngất nha. Tín gật đầu cười nhẹ với chú Bảy, nhưng chưa kịp nói thêm gì thì chú Bảy đã chen ngang. Mày khách sáo quá đó thằng nhãi, mà ông Tư hình như cũng chẳng thù hằn gì mày nữa đâu. Coi bộ ổng không ghét mày giữ thần đâu Tín. Để cảm ơn cho đủ lễ với các đàn anh, trưa hôm sau lúc giờ nghỉ, Tín đến gần Tư Mập nói lý nhí cảm ơn trong miệng. Mày làm gì sợ tao như cọp vậy thằng kia? Cảm ơn như mày thành ý chỗ nào? Cha Bảy kêu mày lấy lòng tao đúng không? Khỏi mày. Đại ca Tư Mập cắt lời Tín, nhưng coi bộ ông ta cũng mở cờ trong bụng. Sau khi câu cảm ơn lý nhí của Tín được gửi đến anh lớn Tư Mập, thì cậu hoàn toàn tháo bỏ những hiểu lầm trước đây với cả phòng giam số 9. Càng ngày Tín cũng dần quen với công việc lao động nặng và anh cũng bớt bất cần hơn trước. Nguyễn Văn Sang, có người nhà tới thăm. Giọng cán bộ phòng giam vang lên khiến ông Tư giật nảy người khi nghe đến tên mình. Ai thăm tôi vậy cán bộ? Vừa chỉnh quần áo tóc tai, đại ca Tư vẫn không quên hỏi với ra ngoài. Trái với vẻ sốt sắng của ông Tư, cán bộ chỉ lạnh lùng mở cửa dẫn ông ra ngoài. Ai thăm ông vậy Tư? Có phải... Chú Bảy Điếu chưa dứt câu hỏi thì anh đại của phòng đã cắt ngang. Ai đâu, lại thằng em tôi chứ ai. Nó có chịu đến thăm tôi đâu mà ông hỏi. 25 năm rồi chứ ít ỏi gì. Biết bao nhiêu bức thư cũng không trả lời ở đó mà nói đến chuyện thăm. Chú Tư trò con trai hả chú Bảy? Tín tò mò chen ngang. Ừ, mà mày tò mò nhỏ thôi, ông chửi mày bây giờ đó. Cũng tội, dù biết nó chẳng đời nào đến thăm, nhưng ổng cứ nuôi hy vọng hoài. Cái thằng hơn 30 tuổi, già rồi mà còn hận ba nó dai quá. Tệ thiệt. Chú Bảy lắc đầu ngao ngán. Vài ngày sau, khi ông Tư có người nhà đến thăm nuôi, thì mẹ của Tín cũng mang quà lên cho cậu lần đầu tiên. Vừa trở lại phòng giam sau khi gặp được mẹ, Tín lôi ra hai hũ mắm đưa đến đại ca Tư Mập. Chú với mấy anh ăn lấy thảo, có mắm lóc với khô cá sặc ngon lắm. Và thế là cả phòng hôm đó có quà ăn và rôm rả những tiếng kể chuyện. Tôi được ân xá Bảy ơi, tụi Bảy ơi, tao sắp về nhà rồi. Thằng Năm có báo con trai tôi sắp cưới vợ vào cuối năm nay, cũng đúng với dịp tôi mãn hạn về sớm. Mừng quá ông Bảy ơi! Đại ca Tư Mập thông báo tin ân xá với cả phòng trong giọng điệu hân hoan nhất từ trước đến nay. Niềm vui của ông tràn ngập sang những buổi lao động, và gặp cán bộ nào, ông cũng cười chào cảm ơn rối rít. Nhưng chỉ còn vỏn vẹn một tháng nữa, anh đại của phòng sẽ được tại ngoại, thì lại một biến cố nữa xảy đến. Đang lao động thì tiếng quản giáo tìm ông Tư. Nguyễn Văn Sáng có người thăm nuôi. Cũng như bao lần trước, ông cũng vội chỉnh lại quần áo, tóc tai rồi bước vội theo cán bộ. Ông Bảy Điếu quay sang thằng Tín. Sao thằng Năm mới đi thăm ông Tư tháng trước, nay lên thăm nữa? Không biết có chuyện gì nữa đây. Lần này khác hẳn những lần còn lại.
Tư Mập quay trở lại phòng giam, ngồi phịch xuống, không ngước mặt nhìn bất cứ ai. Thấy biểu hiện lạ của bạn tù, ông Bảy đến gần lay ông Tư hỏi: "Sao? Chuyện gì vậy Tư? Mày có sao không? Trúng gió hay gì cha? Sao người nhà lên thăm mà mày như mất hồn vậy?" Trước một tràng câu hỏi của ông Bảy Điếu, đại ca Tư Mập vang danh ngày nào bỗng dưng xị mặt xuống và ôm mặt hòa khóc như một đứa trẻ. Ông khóc lớn đến mức cả phòng giam đứng lặng nhìn chẳng hiểu lý do gì, và mọi người chỉ càng thêm lo. Vừa khóc, ông Tư vừa lấy tay đập vào ngực, vào đầu thật mạnh như chẳng còn thiết tha thân thể này là bao. Ông gào lên rồi ngồi co ro xuống sàn nhà. "Hết rồi, hết thật rồi. Cho tôi ở lại trong tù, tôi không muốn về nhà nữa cán bộ ơi. Giúp tôi được chết trong cái nhà giam này đi cán bộ." Khóc nấc một hồi, ông Tư cũng thấm mệt, ngồi thút thít giữa phòng giam trước ánh nhìn từ bất ngờ đến đau xót của anh em bạn tù. Chẳng ai nói với ai câu nào, chỉ nhìn ngẩn ngơ vào một khoảng không mênh mông vô định. Thằng Tín cũng định đến trấn an ông Tư nhiều lần, nhưng đều bị chú Bảy ngăn lại. "Để ổng yên đi, mày không giúp được gì mà mang họa đó con." Sau trận khóc như mưa đó, tối hôm ấy ông Tư chẳng buồn ăn chút gì, đến độ ông Bảy ngồi cạnh quát lớn: "Mày có muốn dục xương ở đây thì cũng không được đâu, số mày vẫn còn may phước được ra ngoài. Cuộc đời của mày ở ngoài kia kìa, chứ không phải là héo già rồi là héo mòn ở trong cái nhà giam này. Mày thích đi tù lắm hả Tư? Nhục nhã lắm Tư ơi." Nghe thấy tiếng ông Bảy quát lớn, ông Tư vụt đứng dậy nắm cổ áo ông Bảy hét: "Mày biết cái gì mà nói? Mày, thằng Tín, thằng Sáu, rồi thằng Hai Lem còn gia đình. Còn có người chờ chúng mày một khi tụi bay được ân xá, cải tạo tốt. Còn tao, đời tao chẳng còn ai chờ đợi. Ước mơ 25 năm trời của tao cũng chẳng còn nữa đâu Bảy ơi." Tín thấy tình hình càng lúc càng căng thẳng, anh vội liều mạng đến đẩy ông Tư ra khỏi người chú Bảy. Ở đây, chú Tư có uy nhất, nhưng thật sự chú Bảy mới là người lớn nhất. Chẳng anh em nào muốn ở trong này đến chết cả. Sao chú Tư lại độc miệng đến thế? Chú thấy đó, chú gặp chuyện anh em ai ai cũng lo cho chú mà. Hả cớ gì? Tín gắt giọng. Ông Tư buông tay khỏi Bảy Điếu và Tín, ngồi phịch xuống đất, lý nhí kể: "Nãy gặp thằng con trai tao, nó nói cuối tháng này cưới, không muốn tao có mặt. Nếu tao có về sớm hơn hạn thì tìm chỗ nhà chú Năm mà ở, chứ đừng gặp nó hay nhận lại cha con gì hết. Nó không có người cha tù tội như tao." Nó còn gằn giọng: "Lần này gặp coi như lần cuối, tao mà có chết nó cũng chẳng muốn về." Vừa kể, Tư Mập vừa dưng sức lấy tay đập mạnh vào lồng ngực. Ông cứ mãi lặp đi lặp lại câu nói: "Dù tao có mất nó cũng không nhìn." Mà cả phòng giam đứng lặng người xót xa. Màn đêm bao trùm khu trại giam, ở nơi đó có nỗi tuyệt vọng đến cùng cực, nhưng cũng có những tia hy vọng đẹp đến nao lòng. Nhưng tiếc là tia sáng cuối đường hầm ấy cũng mau chóng vụt tắt. "Tín ơi, ông Tư đâu? Sao nãy giờ vác đá ta không thấy ổng? Ta mới đi hỏi thằng Hai Lem và Sáu Mù cũng lắc đầu không thấy. Cán bộ đang đi kiếm đó. Ổng mà làm biếng tự ý trốn nghỉ là mệt nữa à nghen. Sắp mãn hạn rồi." Chú Bảy Điếu lo lắng giáo giác kiếm đại ca Tư Mập. Một lúc sau, cán bộ thông báo đã tìm thấy Tư Mập ở cạnh bờ suối. Ông bất tỉnh khi đang vác đá và được đưa đến y tế trại giam. Mấy ngày liền đau buồn chuyện con trai hắt hủi, ông chẳng ăn uống được là bao, thậm chí có hôm cũng không nuốt nổi vài muỗng cơm, vậy nên mới ra cơ sự. Tối hôm ấy, Tư Mập được đưa trở lại buồng giam số 9 với những tiếng thở phào nhẹ nhõm của anh em bạn tù. Ông Tư nhanh chóng về chỗ nằm, đắp chăn kín đầu. Tưởng đại ca đi ngủ rồi, nên mọi người cũng an tâm lặng lẽ đi ngủ nối theo sau. Chỉ riêng mỗi Tín, anh chuyển chỗ nằm gần Tư Mập đêm nay. "Nếu chú không ngại thằng tù chung thân này, chú nhận con làm con đi. Con mất cha từ nhỏ nên ao ước được gọi tiếng cha nó xa vời đâu đâu. Chỉ gặp mỗi ổng khi ngủ mớ hay sốt cao thôi. Người thì có không giữ, người cả đời lần không ra.
chú ra tù rồi, chú sống cho an nhiên tự tại. Con sẽ nhớ mãi một người cha từng cứu mạng con mà chú Tư. Chú làm gì bộ con không biết sao chú Tư? Thằng Tín nằm phía sau ông Tư thì thầm. Thấy ông Tư Mập vẫn im du, anh tiếp lời. Cái hôm con bất tỉnh không phải do con thư sinh làm việc nặng không nổi, mà đúng ra con đã mất từ hôm đó rồi. Chú thừa biết có người trong trại giam này muốn đánh con để thị uy, nên chú đưa người ra cản nên mới đổ máu đầu hạ chú. Con thấy đầu chú bê bết máu nên ở lại cải tạo tốt. Rồi cũng có ngày chúng ta gặp nhau ở một màu áo khác, một tư cách khác. Chung thân không có nghĩa là kết thúc. Cố lên thằng nhãi. Còn việc làm ba mày, ta không dám. Ông Tư Mập vừa quay lưng đi về phía cửa nhà giam. Tín gọi với theo sau. Ba ơi, chờ con nha ba. Dĩ nhiên một đại ca như Tư Mập sẽ chẳng đáp lời. Ông giơ tay cao vẫy tổng chào mọi người, rồi xách vội túi đồ ra cổng. Rất lâu sau đó, ông Tư Mập cũng ái ngại như ngày nào, chẳng dám xưng ba với Tín khi đối mặt, dù tháng nào ông cũng đến thăm cậu và ông Bảy. Ngày tháng năm, gửi con trai của ba. Ba về nhà được hơn tháng rồi, ba ở nhà chú Năm. Tao lụm ve chai, làm hổ, nói chung có việc gì tao cũng làm, tao sống được Tín ạ. Còn ở trong đó nhớ lời ba dặn, cải tạo tốt rồi còn về. Tao đợi mày mãn hạn nấu nồi cháo gà. Mày thích ăn cháo gà lắm mà đúng không? Tuần sau ba lên thăm con, mang mắm kho cho ông Bảy, thằng Hai Lem và Sáu Mủ Nghen. Ba Tư. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.